mỗi một lần chồng tôi là anh ấy, mà anh ấy khều khều các bạn, thế lại hôm mai thì hôm nay em mệt lắm, hôm nay rất là mệt, sau đến ngày mai cũng lấy đau đầu, em đau bụng, cũng nghe đủ lý do mà nó cũng vừa ngẫu nhiên, lúc thì cũng ngẫu nhiên thật, nhưng mà có những lúc là cũng mệt, mình cứ dở trò thật, gọi là diễn đấy các bạn. Và cuối cùng là cứ liên tục hẹn, liên tục hẹn thì người ta cũng nói câu là ăn thì đéo ăn lại còn giữ. Người miền Bắc người ta có cái câu đấy đấy, nghĩa là ăn thì không ăn đi, nhưng mà chồng mà đi ngoại tình thì điên lên. Cho nên là anh hỏi ở đây á, có ai muốn bản thân mình và muốn bạn đời chúng ta sẽ chung thủy với chúng ta suốt cuộc đời chứ không em? À, thế thì nó cần phải có một yếu tố đó là sự cam kết. Vậy làm như thế nào để bạn đời chúng ta có thể cam kết đồng hành với chúng ta được, để người đó không cảm nắng, không say nắng ở ngoài kia? Các bạn biết không, có thể khi đã lấy nhau rồi, người đó trở nên thường với ta hơn, họ không còn quan trọng như cái thời đang yêu nữa. Nhưng mà đôi khi có thể chúng ta chủ quan sẽ dẫn đến việc người đó ra ngoài kia. Ở ngoài đó thì các bạn biết đấy, có rất nhiều người ở bên trong họ thiếu, chân vô tình nhìn thấy chồng bạn anh cư xử một vài hành động, lời nói và suy nghĩ tốt đẹp nào đó, bỗng nhiên chồng bạn cảm nắng bởi những cái đời thường đó, và vô tình chúng ta lạc mất nhau. Và thật ra để mà nói về ngoại tình thì không hẳn là đàn ông đã là người đi ngoại tình hết đâu ạ. Đàn ông đang đi ngoại tình với ai ạ? Với ai? À đúng rồi, đi ngoại tình với phụ nữ. Nếu như phụ nữ không đồng ý thì đàn ông có ngoại tình được không ạ? Chân phụ nữ cần phải được học để trở thành một người phụ nữ tử tế đồng chí này. Chúng ta cần phải có những cái cam kết trong cuộc đời. Ví dụ các bạn yêu, à các bạn có quyền lựa chọn, nhưng khi đã kết hôn rồi thì cần phải có sự chung thủy một lòng đồng hành suốt cuộc đời. Các cụ nói rằng là có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không phải là vì người bạn đời chúng ta gặp khó khăn hay một vấn đề gì đó rồi ta bỏ họ. Không phải vì một người đàn ông khi thấy anh ta xa cơ lỡ bước và không còn thành đạt, không kiếm tiền đi đề nào thì chúng ta rời bỏ anh ấy. Nhưng cũng không phải vì người phụ nữ đã vì sinh đẻ cho các bạn những đứa con rồi cô ấy cơ thể cô ấy sổ rè ra, lần đó cô ấy không ngọt ngào nữa, thì bạn rời bỏ cô ấy để đi với một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng hơn. Các bạn có đồng ý rằng là tất cả những cái thứ đó rồi sẽ trở thành tương lai của người mới không ạ? Đúng ạ, còn tương lai của người mới ai cũng trở thành cũ hết các bạn, nhưng phải tập trung vào cải tạo và sửa chữa. Với lại thì có một cái châm ngôn đó chính là không cơi nới và đập phá, và tập trung vào cải tạo và sửa chữa, bởi vì ngôi nhà nào theo thời gian cũng đổ nát. Việc chúng ta phải cải tạo, và đặc biệt trong hôn nhân phải cải tạo, bởi vì chúng ta không thể nào mà khi đồng ý kết hôn với người đó rồi, rồi đến một ngày người đó không còn như chúng ta mong muốn nữa, rồi chúng ta rời bỏ người đó để đi một người khác. Có rất nhiều người họ đã ly hôn lần thứ tư mà vẫn rầm rộ như lần đầu, họ kết hôn lần thứ năm họ vẫn cảm thấy rất là happy. Thực ra ở bên trong họ tổn thương rất lớn, vì mỗi một cuộc hôn nhân lại kéo theo hàng loạt các mối quan hệ tiếp theo, có đúng không ạ? Thì họ hàng hai bên, còn những đứa trẻ nó sẽ ra sao? Cho nên chúng ta cần phải có một cái kiến thức về hôn nhân. Các bạn có đồng ý rằng có rất nhiều thứ trong cuộc đời chúng ta học, học ăn, học nói, học đi, học đứng, học chào, học múa, học hát, học rất nhiều thứ, nhưng có một thứ chúng ta chưa học, đó chính là học đạo vợ chồng, đối với bạn. Nhưng mà trước đây thì không như vậy đâu. Bao nhiêu trong số các bạn cho phép tôi là anh kể một vài điều trong quá khứ rất là ngắn. Tôi là anh cũng giống như rất nhiều chị em ngoài kia, khi bước vào độ tuổi kết hôn ấy, thì tôi là anh chưa bao giờ đọc sách, chưa giờ nghĩ là sẽ đọc một trong những cuốn sách viết về hôn nhân. Mà đặc biệt cái lượng sách ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam nói về hôn nhân thì cũng có sự hạn chế. Và thường là cái thời của cái là anh thời 8X ấy, thì nó sẽ chỉ có cái cửa sổ tình yêu của thầy Đinh Đoàn, có đúng không ạ?
1088 để tư vấn thôi, chứ còn cũng chưa có phổ cập phát triển cá nhân như bây giờ. Và thời gian mà chủ yếu với là anh dành cho cái thời gian đó chính là đi ăn, đi du lịch hoặc đi shopping, đi chơi, làm cái điều gì đó. Tôi chưa bao giờ biết cầm một cuốn sách, hay là ngày cái thời đấy Google nó còn hạn chế, Facebook cũng chưa có. Cho nên có rất nhiều sự hạn chế trong đầu, và đặc biệt là cha mẹ của bé Đại, là thầy của bé Đại. Nhưng mà người không có dạy, không có cái kiến thức mô phạm để dạy cho mình chính xác như thế nào. Bố mẹ bé Đại chỉ nói rằng là cái cỡ như mày ấy, 3, 7, 21 ngày lấy chồng nó tóc cổ về nhà, hay nói những câu như thế. Hoặc là liệu liệu mà sống, khi mà đi lấy chồng thì liệu liệu mà sống, những cái cụm từ như vậy thôi, chứ không dạy cho con chính xác là như thế nào. Mẹ cũng không nói là chính xác là về nhà cứ xử lý mẹ chồng như thế nào, cứ xử lý chồng ra sao, đối nội đối ngoại như thế nào. Bởi vì chính mẹ của người là ai, bà cũng khúc mắc với mẹ chồng. Bà nội của bé Đà Anh với mẹ chồng của bé Đà Anh ấy, với mẹ đẻ của bé Đà Anh ấy, là giống như một câu là hết đời bà thì già đời tôi ấy. Các bạn nghe câu này có hiểu không ạ? Các ba các mẹ phải hiểu đúng không ạ? Nghĩa là xung khắc đến nhau cho đến suốt cuộc đời. Và đến khi bà mất thì mẹ mới được sống cuộc đời của bà. Cho chính xác mẹ không có trải nghiệm là hòa hợp với mẹ chồng, chứ mẹ không biết dạy mình như thế nào. Và bản thân của mẹ với là anh cũng có những sự hạn chế về kiến thức hôn nhân, cho nên người cũng không biết là phải dạy con ra sao, người chỉ dạy theo kiểu bản năng thôi. Và với là anh cũng bước vào cuộc sống theo bản năng, và tức giận thì nói, cái gọi là Việt Nam mình có một cái từ đó, sống thô và thật, có đúng không ạ? Thô và thật, thích gì nói đấy, mà nghĩ gì nói đấy, mà muốn gì nói đấy, và không bao giờ nghĩ đến chuyện cái câu nói của mình người bạn đời có chấp nhận được hay không, hành vi của mình, các mối quan hệ khác có chấp nhận hay không. Kiến thức về con cái cũng đi không đi học, mang thai cũng không học, quản lý tài chính cũng không học, mọi thứ đều không học. Và các bạn biết đấy, khi mình bước vào cuộc sống hôn nhân ấy, nó giống như thế này này, giống như là trong một cái căn phòng như thế này, nó rất rộng và chúng ta rất nhỏ bé so với căn phòng như thế này. Nhưng đối với bằng này người thì nó trở thêm là vừa phải, đúng không? Nhưng mà một người vào trong căn phòng này thì nó trở thành là thoảng và rất rộng, và trong khi đó mình lại không có kiến thức để quản trị cái căn phòng này, thì các bạn có thấy rằng mình có bị cô đơn mà mình không cảm thấy được yêu thương và được thuộc về cái cuộc hôn nhân đó. Và kết quả của cái đà anh ấy là con cái không kết nối được, đánh nhau tung tăng lửa luôn. Các bạn ở đây đã bao giờ đánh con vì ăn không? Vì nó không ăn cho tay cao xong rồi mình rất vất vả để nấu cho nó một bát cháo, nấu xong một nửa ngậm mồm, hai ăn xong nó đồn có ngậm, bây giờ không biết phải làm thế nào, đi nấu tiếp hay là phải làm như thế nào, không biết làm như thế nào cả, và tức giận tan. Đấy là thời đại cũng còn của ngày xưa. Rồi hôn nhân trong vòng the các bạn, Việt Nam mình ấy, phụ nữ nếu như ở đàn ông ấy thì còn có xem phim sách, đấy là câu chuyện thật, có không? Có vì xem, có đĩa xem, nhưng mà phụ nữ ai ngồi để mà xem, ngồi xấu hổ chết, ngại lắm, mà làm gì có giấy tờ, làm gì có cái gì xem đâu, mà xem sợ người ta đánh giá mình là không đạo đức, không đoan trang, có đúng không? Và mẹ chúng ta thì như thế nào, mẹ cũng ngại, mẹ chưa bao giờ chia sẻ là con ơi, mẹ làm như thế này biết chúng ta hiệu quả này, mẹ chia sẻ cho con, không bao giờ mẹ nào dám chia sẻ điều đó không, xấu hổ chứ. Mẹ cũng ngại, hỏi mẹ ơi con sinh ra từ đâu, từ lách chứ từ đâu, có đúng không? Rơi từ lách rơi ra như thế này, mẹ làm thế nào con? Ơi sẽ vớ vả vớ vẩn, hỏi linh tinh tinh, có mà. Thế rồi hỏi về ngày kinh nguyệt, mẹ bảo liệu mà vậy sinh, cứ hỏi các bà ra cái thứ linh tinh. Nhưng bây giờ chúng ta cởi mở hơn rồi, nhưng ngày xưa mẹ với lại không cần mở việc đó đâu. Với lại lấy chồng mẹ hai con về nhà hỏi mẹ, mẹ ơi ba với mẹ còn quan hệ không? Mẹ còn gì hỏi đã? Vẫn còn giấu, mẹ giấu kỹ thế, kỹ càng tình. Cứ như vậy này, có nghĩa là của ai người giữ. Kể cả chị gái cũng còn ngại nói về những vấn đề đó. Và các bạn biết toàn những người kiến thức thì siêu việt, nhưng mà lại giấu giấu, có đúng không? Thì rất nhiều gì xảy ra? Tất cả đều toàn hết, tất cả đều sai.
Còn dây đai hải cũng sai. Mỗi một lần trồng dây đai hải mà anh ấy khều khều, các bạn biết trồng khều khều thì lại hôm mai thì hôm nay em mệt lắm, hôm nay em rất là mệt, sau đến ngày mai cũng lấy đau đầu, em đau bụng, cũng nghe đủ lý do mà nó cũng vừa ngẫu nhiên, lúc thì cũng ngẫu nhiên thật, nhưng mà có những lúc là cũng mệt, mình cứ dở trò thật, gọi là diễn đấy các bạn. Và cuối cùng là cứ liên tục hẹn, liên tục hẹn thì người ta cũng nói câu là ăn thì đéo ăn lại còn giữ. Người miền Bắc người ta có cái câu đấy, nghĩa là ăn thì không ăn đi, nhưng mà chồng mà đi ngoại tình thì điên lên, có đúng không? Có đúng không các bạn? Ai đồng ý giơ tay cả? À, thì các bạn thấy không? Mà trong khi đó, cái cơ thể của người đàn ông ấy, họ tiết ra tinh trùng ở một cái lượng rất là lớn, nhưng mà phụ nữ thì không biết điều đó, cho chúng ta rất là hồn nhiên sống. Và chính vì thế thì có nhiều người đàn ông người ta không chịu được, thì một là người ta khống chế bạn, người ta gọi là cưỡng bức vợ. Nhưng ai có dùng từ cưỡng bức đâu, nhưng thực chất nhiều người được gọi là cưỡng bức. Những hành vi mà vợ không đồng ý mà chồng cứ cố làm thì người ta gọi là cưỡng bức. Nên cưỡng bức như vậy thì thấy là chồng mình thô, thấy chồng mình phú phú, chồng mình không nhẹ nhàng, chồng mình không thế nào thế kia, có phải không ạ? Và đánh giá người đàn ông là, và khi anh ta càng cố mà mình càng giữ thì là càng đau và tổn thương cả về thể xác, xác lẫn tinh thần, có đúng không ạ? Và làm cho mối quan hệ nó càng xa đi, rồi khi phòng the không được thỏa mãn thì dẫn đến việc cái người vợ ấy lại trong lòng đang hằng học đang tức, mà đàn ông lại như thế này là hiếu bằng được xong cái có không ạ? Lặng lùng ra ngay luôn, không cần biết là thế giới như thế nào, nó làm sao không biết. Và phụ nữ thì xong thì lại phải muốn là nâng niu vuốt ve, nhưng đàn ông thì lại gì, nằm nằm ra ngay để lại tức giận, tổn thương thì giao tiếp lại xung đột tiếp, mở miệng ra lại muốn đấm nhau rồi, lại muốn cãi nhau rồi, cho rất nhiều lý do mà vợ chồng không hòa hợp với nhau. Họ chia tay nhiều cuộc hôn nhân, họ ly hôn không phải họ không còn yêu nhau đâu, mà bởi vì ở đó họ không còn sự đồng điệu nữa. Đồng ý sao này? Họ không còn sự đồng điệu, họ không còn cảm thấy được thuộc về cái người đó nữa. Cái câu này rất quan trọng nhé. Ví dụ như bạn ở trong căn phòng này, cái lúc đầu như thế này bạn sẽ cảm thấy căn phòng là hơi lạ lẫm, chưa quen lắm. Nhưng mà những happy queen ở đây thì họ cảm thấy được thuộc về ra tất cả. Ai là happy queen ra tất cả? Đấy, các bạn sẽ được thuộc về bởi vì các bạn ấy đến đây để set up với các bạn. Các bạn đã trải qua giống như các ghế mà bạn đã ngồi đấy. Và cuối cùng họ đã gia nhập vào Happy Queen, là câu lạc bộ nữ hoàng hạnh phúc. Thì họ được thuộc về. Nhưng các bạn mới đầu đến đây các bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm. Nhưng rồi học hết một buổi sáng các bạn sẽ cảm thấy được gần gũi, được cười, được thoải mái. Rồi đến chiều bạn cảm thấy lớp học này rất là thú vị. Rồi đến ngày mai, rồi khi chia tay bạn bình dị, rồi bạn ôm cô, rồi bạn muốn chụp ảnh, rồi bạn lại muốn gặp lại. Và với lại anh hỏi là ai đang không ngồi đây giờ đây cả? Bản thể thì ngồi ở đây, nhưng mà linh hồn ở chỗ khác rồi. Có khi có người sẽ suy nghĩ, ôi chết rồi, mình đi mình chưa tắt điện. Có người, ôi giờ này mình đi anh ta cũng đi, nhưng anh ta sẽ đi đâu, đi với con nào? Sau rồi mở điện thoại, sau rồi thỉnh thoảng là nhắn tin anh đang ở đâu, không thể nhắn tin thằng chó chết mãi chưa nhắn. Ví dụ như vậy có các bạn. Rồi thì ôi con là mình có ai trông không, nó có khóc không, rồi nói đâu lại suy nghĩ đấy, thì các bạn sẽ không ngồi ở đây. Và có những người thì ngủ gần, có người thì tỏ ra rất là tâm đắc với đúng, nhưng mà thực ra họ đang ngủ, có các bạn. Vậy thì khi bạn đang ngủ bạn cũng không học nữa. Tất cả chúng ta cần một bài học, đó là sự hiện hữu của các bạn. Bài học hiện hữu này nó rất quan trọng trong tình yêu và hôn nhân. Ví dụ các bạn sẽ thấy này, tại sao nhiều cặp hôn nhân ấy, tại sao nhiều vợ chồng ấy, họ lại đánh nhau nhiều, họ cãi nhau xung đột, là vì thiếu sự hiện hữu bên nhau. Ví dụ như người chồng đang đứng trước gương, soi gương rất là đẹp như thế này, cara vạt quần áo, anh đứng như thế này, sau đó thì anh hỏi em thấy em mặc cái này đẹp không? Người vợ vẫn làm máy tính hoặc là search Facebook làm cái gì đó. Thế thì người chồng hỏi em thấy mặc được, mặc cái gì mà chẳng được. Nghe bạn hiện hữu không? Bạn không hiện hữu với anh này.
và anh đi đến công ty, mới bước vào cái anh gặp một cô gái đồng nghiệp. Cô nhìn anh, ô anh mặc cái này đẹp thế, nó giống như được may cho anh ấy, mà nó phù hợp lắm luôn ấy. Anh mặc anh trẻ ra chục tuổi mà nói phép kinh lớn chứ trẻ gì trẻ chục tuổi trời. Nhưng mà bà nói không tin, có không ạ? Người ta tin. Con ở nhà cái gì bảo cho chú cận em, anh em còn đang làm. Hay khi chồng đi làm về, anh bước vào nhà, anh mất một sự hiện hữu. Khi bước về nhà anh khó chịu, anh đang cãi nhau hoặc là áp lực công việc ở ngoài công ty, anh về nhà anh thấy đồ đạc quần áo tất cả mọi thứ anh đá lên và anh nói rằng nhà như cái ổ chuột ấy, chỉ có ăn đi ở nhà thôi mà không để cái nhà cửa được sạch sẽ gọn gàng. Thế thì anh đá đi thì cái người này có hiện hữu không? Có hiện hữu không ạ? Hello, anh có hiện hữu không? Anh đem công việc đem về nhà, đúng không ạ? Cũng giống như bạn đem áp lực stress vào trong nhà, nhưng mà phụ thuộc vào cái người vợ phản ứng như thế nào cái người chồng này khi anh không hiện hữu. Làm thế nào, bài toán ấy là một người vợ làm thế nào để kéo cái sự hiện hữu của anh quay trở lại. Các bạn có hiểu điều này không ạ? Phải kéo được cái sự phân tâm của anh để anh quy tụ lại để anh hiện hữu.